差不多。你想想，我们的设备已经到厂安装完成，已经2年多了。到现在为止，我们也就是给他付了一个进厂的设备到厂的这个折算费用，其他的费用都没给他们付过。Hiện nay chúng tôi nợ các nhà thầu phụ, các nhà cung cấp rất là lớn. Như các anh các chị vâng đã biết đây là 100% thiết bị đã về hiện trường và đã lắp đặt căn chỉnh xong. Đấy và trong 2 năm nay rồi. Thế mà chúng tôi chỉ có thanh toán cho các nhà thầu phụ, cho các nhà cung cấp là cái phần đấy là chi phí để thiết bị về đến hiện trường, tức là về nhập khẩu về, tức là về đến công trường để phục vụ cho người ta, có cái chi phí người ta đưa thiết bị về công trường để lắp đặt. Thế còn các chi phí khác vẫn chưa được quyết toán. Nguyên nhân chủ yếu là chưa nghiệm thu được, từ đó dẫn đến là không thể quyết toán. Lần này chúng tôi kiến nghị là chủ đầu tư thanh toán chúng tôi là 50 triệu USD để phục vụ, để điều động nhân sự sang Việt Nam. Đấy là cái yêu cầu thấp nhất, cơ bản nhất để đáp ứng được cái điều động nhân sự sang để chuẩn bị cho các công việc tiếp theo thời gian tới. Đây là những tiền thanh toán bình thường, tức là thanh toán khối lượng hoàn thành bình thường theo dự án, theo hợp đồng. Đấy, chúng tôi cũng trình hồ sơ thanh toán các kỳ thanh toán theo hợp đồng cho chủ đầu tư, thì con số nó lớn hơn rất nhiều cái số 50 triệu này. Chúng tôi đã trình tất cả các kỳ hồ sơ của các kỳ thanh toán, con số nó vượt hơn 50 triệu là rất nhiều. Nhưng trên cuộc họp thì chúng tôi có kiến nghị là căn cứ vào những hồ sơ đấy, ban quản lý dự án thanh toán cho tổng thầu 50 triệu. Đây là con số thấp nhất. Đây là thấp nhất so với cái số mà chúng tôi kiến nghị thanh toán mà theo hồ sơ. Tôi 1.5年没有给我们，我知道交通部有困难，委员会有困难，所以我就给他提出来，你有困难，但是至少得保证我5000万。Tức là nói về thanh toán thì suốt từ tháng 2 năm 2019 là chúng tôi trình tất cả 5 kỳ thanh toán cho chủ đầu tư, là kỳ từ kỳ 53 đến kỳ 57. Đấy, tổng cộng là 5 kỳ thanh toán. Và 5 kỳ thanh toán này thì Bộ Giao thông chủ đầu tư cũng chưa thanh toán cho chúng tôi một kỳ nào. Và chúng tôi cũng biết là Bộ Giao thông Vận tải có khó khăn, ban quản lý dự án có những cái vướng, có những cái khó khăn. Tôi cũng biết là có khó khăn nhưng cũng phải giải quyết cái cơ bản để cho chúng tôi có cái dòng tiền lưu thông để chúng tôi thực hiện các công việc còn lại. Hiện tại 78.97%. Tức là tính đến thời điểm hiện tại thì hiện nay chúng tôi tổng thầu cũng đã nhận được từ ban quản lý dự án là thanh toán tổng giá trị hợp đồng là 78.97%. Nhưng khối lượng hoàn thành là chúng tôi hoàn thành toàn dự án là 100% khối lượng. Chủ yếu là竣工文件的签字. Hiện nay thì còn lại cái khối lượng còn lại của công việc chủ yếu là vấn đề thủ tục, vấn đề hồ sơ. Ví dụ là hồ sơ hoàn công cần phải ký xác nhận, cần phải các bên xác nhận. Công trình nghiệm thu. Rồi công tác nghiệm thu công trình. Kể của mình sẽ chế 5000 vạn yên sau, hãy có 8500. Chúng cùng được. Chứ sản tạo 100%, không phải 95%. Đấy, sản tạo 100%, hãy có 8000. Tức là sau khi thanh toán cho tôi 50 triệu thì còn 85,7 triệu đô nữa theo tổng giá trị hợp đồng, tức là 100% đấy. Đâu, ý giao trước chén, ta chế đạo 95%, ta hiện tại nhưng mà chế đạo 78.97%. Tức là trước khi bàn giao chủ đầu tư thanh toán cho tổng thầu là 9-95% giá trị hợp đồng. Nhưng giai đoạn này ông mới thanh toán cho tôi 78%. Phần công trình là đạt 100%. Nhưng mà công trình hoàn công sau, chế xoan, ta phân hẳn đô bút rồi. Nhưng mà sau khi công trình hoàn thành thì cái công tác hoàn thiện hồ sơ, công tác các bước nghiệm thu hồ sơ, thanh toán nó rất nhiều các kỳ, rất nhiều các thủ tục hồ sơ cần hoàn thiện. Nó sẽ căn cứ vào từng giai đoạn, công trình hoàn thành,
他会结一个比例，这个初步验收，他这个叫静态验收，就是安装完做静态验收，他会结一个比例，动态验收他会结一个比例，知道吧？他是按照不同的，按照不同的阶段、不同的比例来理解。条合同、条规定、条规定thì thanh toán theo từng cái giai đoạn này, nhất định, chứ không phải là ví dụ như lắp đặt xong thì thanh toán đến tỷ lệ bao nhiêu, và nghiệm thu tĩnh thì lắp thì thanh toán đến bao nhiêu, và nghiệm thu động thì thanh toán đến bao nhiêu phần trăm, thì đều có quy định rất rõ trong hợp đồng. Ngoài ra thì không cùng một các hạng mục khác nhau thì có cái tỷ lệ thanh toán khác nhau. Bất đồng hạng mục, thiết kế, ví dụ như thiết kế, thủ kiện, phần xây dựng, phần xây lắp, phần thiết bị, phần đào tạo, phần vận hành thử, thì các loại khác nhau thì cái thủ tục thanh toán nó lại khác nhau. Nên vừa rồi tôi nói là phức tạp, là phức tạp ở chỗ đấy. Tức là thanh toán đến 78.97% là đủ, hiện nay công trình mà nói là đủ điều kiện là đưa vào vận hành thử. Không đủ điều kiện, làm cái thử nghiệm cái giai đoạn đó. Đấy, tức là chưa đủ điều kiện để thanh toán cái giai đoạn vận hành thử. Đấy. Vừa rồi tôi vừa nói là phân ra mấy mấy giai đoạn như vậy mà, tức là lắp đặt này, nghiệm thu tĩnh, nghiệm thu động. Tôi hiện tại không có Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn. Hiện nay thì tôi chưa bao giờ nhận được một kỳ thanh toán nào của Bộ Giao thông Vận tải thanh toán đến cái giai đoạn là vận hành, công tác vận hành thử. Về công tác vận hành thử thì tôi xin giới thiệu, để xin nói qua như sau. Về công tác vận hành thử thì đến cuối năm, tính đến cuối năm 2018 là chúng tôi đã lắp đặt thiết bị đủ điều kiện để chuẩn bị cho công tác vận hành thử. Tổng báo trong chiến thấu tổ chức, tiến hành là 20 ngày thảo thầu. Và tổng thầu cũng đã chủ trì, cũng đứng ra là đơn vị chủ trì và chạy 20 ngày theo biểu đồ chạy tàu vận hành thử. 2019年的十月份，十月，我们组织河内地铁运营公司又进行了五天的试运行，全部都是由河内地铁运营公司的人员来操作管理。Và đến tháng 10 năm 2019 thì chúng tôi lại tổ chức một đợt, đây là vận hành thử cho nhân viên, học viên của công ty Metro Hà Nội trong 5 ngày. Toàn bộ là do nhân viên của Metro Hà Nội thực hiện. 原计划在去年十月份就要把这个试运行做完，但是一直这个试运行大纲没有得到委员会的批准，所以就停止了。Theo kế hoạch ban đầu là công tác vận hành thử sẽ kết thúc vào tháng 10 năm 2019. Nhưng nguyên nhân là do đề cương vận hành thử chưa được chủ đầu tư phê duyệt chấp thuận, nên công tác vận hành thử không được hoàn thành, chưa được hoàn thành. 也就是说，在去年的十月份，总包商和河内铁运营公司都已经完全具备了试运行的条件。Về tổng hợp lại mà nói thì tính đến tháng 10 năm 2019 là tổng thầu và Metro Hà Nội cũng đã phối hợp và gần như là hoàn thành công tác vận hành thử. Từ 2019年10月份，我们一直在跟委员会这个探讨试运行大纲的问题。Suốt từ hồi tháng 10 năm 2019 đến nay thì chúng tôi tổng thầu thường xuyên làm việc với ban quản lý dự án về vấn đề đề cương vận hành thử. 这个试运行大纲是我们和河内地铁运营公司一起编制的。Về vấn đề đề cương vận hành thử này thì về cái đề cương vận hành thử này thì tổng thầu và ban và bên Metro Hà Nội cùng nhau phối hợp để lập ra cái đề cương, bởi vì liên quan đến cả con người của Metro nên chúng tôi phối hợp với bên đó để hoàn thành cái đề cương này. 而且经过了五天的验证。Ngoài ra thì còn thêm 5 ngày kiểm chứng nữa, tức là hiện trường nữa, tức là ghép cái bộ phận đào tạo lên cái các vị trí của dự án để thực hiện thao tác thực hiện. Cuối cùng, vì sao nguyên nhân không phê duyệt, cái này phải hỏi, các bạn có thể hỏi ủy ban và nguyên nhân tại sao chưa được phê duyệt, đến nay vẫn chưa được phê duyệt thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm từ phía ban quản lý dự án.